Ai trong đời chẳng uống rượu, mà uống rượu là phải say. Mà uống rượu là phải uống bia. Bia và rượu cùng mặt. Đó, vang luôn. Uống đi. Trời, vô luôn. Mà này, nội quy mới cơ quan là cấm uống rượu bia trong giờ làm việc đấy. Trời, ông lo sao á? Bao nhiêu ngày trời, chúng ta không dám uống một ngụm bia, một ngụm rượu. Hôm nay lĩnh lương, chúng ta phải tự thưởng chứ. Trời, tự thưởng. Sếp mà bắt được, sếp thưởng cho ông một tháng nghỉ việc không lương luôn. Khỏi lo luôn. Yên tâm, hôm nay á, sếp đi lo công chuyện. Thật à? Thiệt, chính như vậy. Vô đi em ơi, vô. Sướng quá trời luôn. Ủa, trời, phê quá. Đã đợi quá. Tiếp tục. 2, 3, vô. Ủa? Ai có ở kia? Buồn gì đấy? Con đây, con đây. Ủa? Nè. Quá liền. Thế nào không? Sao? Sao? Mất gì? Hai ông có biết là trong giờ làm việc ấy, uống bia uống rượu là bị phạt không? Không biết à? Lèm ba lèm bèm, phụ nữ quá. Này, theo ông là đàn ông hay đàn bà? Thế theo ông nghĩ thì tôi là đàn bà hay đàn ông? Thôi, nó là đàn tùy bà. Này, nói thế là hơi bị đụng chạm với chị em phụ nữ rồi đấy. À, thế bây giờ tôi hỏi hai anh chị nhé. Mấy giờ rồi? Hả? Mấy giờ? 10:30. 10:30? Bây giờ là giờ gì? Tất nhiên là giờ làm việc. Giờ làm việc. Thế tại sao hai anh chị ngồi đây buôn dưa lê bán dưa chuột? Ai sai? Thì vì sếp không có ở đây. Đó, chính vì sếp đi vắng, sếp đang đi lo công chuyện, cho nên chúng ta hãy thoải mái đi. Thoải mái đi. Trời, bởi vì sao chúng ta không để chấp nhận như vậy được? Đúng rồi. Chúng ta phải thoải mái thì chúng ta mới tập trung làm việc được. Chúng ta phải tự thưởng cho chúng ta. Vì thế chúng ta phải xả rượu chết. Đúng rồi. Tất cả những gì chúng ta thích. Nhân lúc xem vắng nhà, gà mọc đuôi tôm luôn. Cái gì? Tôi vừa bảo cái gì? Hả? Nhân tiền xem vắng nhà, gà mọc đuôi tôm. Có muốn gà mọc đuôi tôm không? Không. Tôi cắt ra luôn đi, đuôi tôm thì tất cả về văn phòng làm việc nhá. Đang giờ làm việc rồi đi bia hoạt đi. Láo thật kìa. Bia bọt này này, mình ngồi này, gọi điện xã hẳn hết là cổ chẳng được hớp nào. Mình với bọn này, em ơi, cho anh chai bia. Bảo bẩn. Cảm ơn em. Úi trời ơi, thế chứ lị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.